chào Vi. Em chào anh Sửu. Hôm nay Phước Sửu và Vi đang có mặt tại một cái công viên khá đẹp của dự án Zeitgeist Nhà Bè. Thì Vi có thể là khái quát sơ qua và cho khách hàng biết là mình đang đứng tại công viên nào hay không? Hiện tại thì mình đang đứng ở công viên 5 Giác Quan của dự án Zeitgeist Nhà Bè. Thì trong công viên 5 Giác Quan này sẽ có 3 khu vực. Đó là khu vực ánh sáng, khu vực hoang dã và khu vực bí mật. Thì bây giờ mình sẽ đi tham quan những cái khu vực đó nha. Chính xác. Rồi, Phước Sửu mời Vi đi ha. Dạ. Khá là đẹp, không phải công viên, bởi vì một cái công viên ở đây thì nó khá nhiều cái tiện ích trong một công viên, không phải là chỉ là đi dạo bộ nữa mà có nhiều cái cảnh quan nè, rồi những cái tiện ích trong một công viên để cho cư dân ở đây có thể là nghỉ ngơi giải trí, và có trẻ em thì nô đùa rất là tuyệt vời, phải không? Dạ đúng rồi ạ. Chủ đầu tư sẽ tập trung vào những cái căn hộ, và những cái căn hộ này, những cái căn nhà, những cái biệt thự này sẽ kết nối với lại cảnh quan, khuôn viên, giúp cho có một cái môi trường sống trong lành. Đúng rồi. Ở đây là một trong những cái loại cây họ dương sỉ rất là đẹp, mà cái loại hoa này thì loại cây này thì luôn luôn xanh mát vào quanh năm luôn. Và như Vi đang nhìn thấy, và Vi và Phước Sửu đang lạc vào một trong những cái công viên lớn nhất của dự án Zeitgeist Nhà Bè, và đồng thời tại cái dự án Zeitgeist Nhà Bè này mới chỉ là cái phân khu đầu tiên Zai River County One, nhưng mà có một công viên mà như Vi nói là công viên lớn, công viên gọi là garden, phải không? Yeah. Và có 4 công viên gọi là dạng vừa, và rất là nhiều công viên nhỏ nữa. 4 công viên vừa thì như Vi biết là 4 công viên về 4 mùa khác nhau. Dạ. Đấy, thì Vi biết 4 mùa khác nhau tại Việt Nam là những mùa nào hay không? Dạ thì chắc là xuân hạ thu đông. Yeah. Thì theo em được biết thì ngoài cái công viên chính public này thì chủ đầu tư sẽ tạo ra những cái công viên nhỏ, nó gọi là Pocket Garden, tức là để kết nối, để chỉ vài bước chân thôi, chừng 3-4 bước chân là các chủ nhân của những cái ngôi nhà ở đây là có thể kết nối với lại sân vườn. Bước ra là có công viên, và phía bên tay trái của Phước Sửu và Vi là một dòng sông rất là thơ mộng hiền hòa, và luôn luôn gọi là có lượng nước rất là nhiều luôn á Vi. Dạ. Thì như Phước Sửu và Vi đang đi dạo dưới một cái công viên. Ở đây là không phải là được lót đá bình thường, mà ở đây những cái loại đá này là được sắp xếp theo một cái gọi là hoạt hình luôn á, sắp xếp theo một giống như khá đẹp, bắt mắt, kết hợp giữa màu trắng và màu đen, tô điểm thêm một cái cung đường khá đẹp, phải không? Và đây là những cái loại hoa thiên điểu nè Vi. Loại hoa này rất là đẹp và tượng trưng cho một con người, người con gái gọi là thanh cao quyền quý. Rồi ngoài ra thì chủ đầu tư kết hợp những cái sân tập thể dục ngoài trời nè, rồi có những cái cảnh đồ cho trẻ em, làm cho mình cảm giác như là lạc vào một cái rừng hoang nào đấy. Và có những cái tiện ích từ là có 102 tại khu Nhà Bè này. Thì thay vì khách hàng họ phải đi tập gym, họ phải kiếm những cái phòng tập gym, hoặc là trẻ em phải kiếm những cái chỗ gọi là khu vui chơi, thì bây giờ cũng tại trước sân nhà mình thì khách hàng vẫn có thể kiếm được những cái không gian mở như vậy. Chính xác, đúng rồi. Thì như Phước Sửu đang bay flycam thì mọi người đang nhìn thấy một clubhouse khá đẹp, và trong clubhouse này thì trong cái toàn khu mà 17 hectare mà phân khu Zai Edu County này á, thì có đến 3 clubhouse luôn đó Vi. Trong đó thì có đầy đủ những cái tiện ích mà cho quý cư dân có thể là đi làm một nơi xa, hoặc là những cái nơi khói bụi, trở về một cái khu gọi là thiên nhiên đầy màu sắc. Và trong đó có những cái tiện ích có 102. Mình không cần phải là đi ra ngoài để tập yoga, tập gym, hay bơi lội, hay là nhà hàng tổ chức những cái tiệc. Thì tất cả hệ thống nhà hàng rồi tất cả mọi thứ nó nằm trong một khu dân cư này hết luôn. Và theo em được biết là chủ đầu tư làm cái clubhouse này giống như là theo cái phong cách resort, rất là đẳng cấp. Đúng rồi. Mọi người cùng tìm hiểu với Phước Sửu hơn nhiều về video về dự án này, và để có nhiều cái thông tin về những tiện ích, về những cái cảnh quan, thiết kế, thi công nội thất và những cái giỏ hàng sản phẩm tại phân khu đầu tiên là Zai Edu County, thì mọi người liên hệ với Phước Sửu và Vi theo cái số hotline bên dưới. Team của bên mình sẽ cung cấp đầy đủ cho quý anh chị các thông tin, và đặc biệt là đưa ra nhiều cái thông tin mới nhất về cái lịch mở bán sắp tới và những cái phân khu sắp tới của dự án, phải không Vi? Dạ, đúng rồi ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.